Tổng thống Biden nói, nữ hoàng Elizabeth hỏi về ông Putin, Tập Cận Bình trong tiệc trà. G7 cam kết xóa bỏ lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các nghị sĩ đa đảng của Anh kêu gọi các quốc gia G7 chống lại Trung Quốc. Covid-19 tấn công 130 nhà máy, đe dọa kinh tế Thái Lan. Thủ tướng Hungary nói, những đoàn người di cư đang xâm lấn các cửa ngõ vào châu Âu. Donald Trump kêu gọi người Mỹ ở biên giới trang bị vũ khí và sẵn sàng cầm súng. Thiếu niên nổi tiếng Tây Ban Nha nói, phá thai là giết người. Thủ tướng Úc tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Trung Quốc. Trung Quốc phủ bóng thượng đỉnh NATO. Mỹ theo dõi nghi vấn rò rỉ hạt nhân ở nhà máy điện Trung Quốc. Luật chống trừng phạt của nước ngoài mang lại quyền lực gì cho Bắc Kinh? Quý vị và các bạn đang theo dõi một tin thế giới mới nhất tối ngày 14 tháng 6 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã tiết lộ nữ hoàng Elizabeth đòi hỏi về Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tiệc trà ở lâu đài Windsor hôm ngày 13 tháng 6. Hiếm khi nào các cuộc trao đổi giữa nữ hoàng Elizabeth và giới chính khách được công khai thông tin. Chẳng hạn, nội dung cuộc gặp của bà và Thủ tướng hàng tuần đều được giữ bí mật. Tuy nhiên, Tổng thống Biden đã chia sẻ ngắn gọn về cuộc hội kiến kéo dài 45 phút với nữ hoàng Anh trong lúc họp báo ở phi trường Heathrow trước khi lên máy bay đến Brussels, Mỹ. Ông Biden nói, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, nữ hoàng cư xử vô cùng độ lượng. Tôi hy vọng không làm ngài Phật ý, nhưng nữ hoàng khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Nữ hoàng muốn biết về hai nhà lãnh đạo, trong đó có ông Putin mà tôi sắp gặp và ông Tập Cận Bình. Những người từng tiếp kiến nữ hoàng Anh trong những dịp như thế này thường không đề cập đến nội dung cuộc trò chuyện nhằm tránh khiến bà khó xử. Trên cương vị quân chủ, nữ hoàng không công khai nhận xét về các vấn đề chính trị. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý về hội nghị G7 vừa qua. G7, nhóm 7 nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, đã cam kết trong thông cáo chung sẽ xóa bỏ hoàn toàn tình trạng lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc vào ngày 13 tháng 6 nêu rõ Hoa Kỳ và các đối tác G7 quan ngại sâu sắc về các hình thức lao động cưỡng bức khác nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu, bao gồm lao động cưỡng bức do nhà nước hậu thuẫn đối với các nhóm dễ bị tổn thương và dân tộc thiểu số. Tuyên bố cũng đề cập đến các ngành nông nghiệp, năng lượng mặt trời và thời trang mà Đảng Cộng sản Quốc bị nghi ngờ sử dụng lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Tuyên bố nêu rõ, các nhà lãnh đạo G7 nhất trí đề cao tầm quan trọng của nhân quyền và các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đồng thời cam kết bảo vệ các cá nhân khỏi lao động cưỡng bức. Đồng thời, Thủ tướng Đức Angela Merkel cảnh báo rằng Liên minh châu Âu sẽ chỉ phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc nếu Bắc Kinh đạt được tiến bộ về quyền lao động. Thưa quý vị, nghị sĩ đảng lao động Vương quốc Anh Stephen Kinnock và cựu lãnh đạo đảng bảo thủ Anh Sir Ian Duncan Smith đã phối hợp kêu gọi các quốc gia G7 có hành động chống lại Đảng Cộng sản Quốc về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và trên toàn Trung Quốc. Hai nghị sĩ này đều bị Bắc Kinh trừng phạt hồi đầu năm vì ủng hộ các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc liên quan đến cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương, Trung Quốc. Hôm thứ Bảy tuần trước, trong một sự kiện biểu tình ủng hộ dân chủ Hồng Kông tại London, hai nghị sĩ cùng bày tỏ niềm tin chung rằng Đảng Cộng sản Quốc phải đối đầu với cộng đồng quốc tế. Ông Kinnock cáo buộc chính phủ bảo thủ là ngây thơ và tự mãn trong cách xử lý các mối quan hệ với Trung Quốc. Ông phát biểu, họ nghĩ rằng họ đang mở cửa cho Trung Quốc và đổi lại, chúng ta sẽ thấy Trung Quốc thay đổi để phù hợp với các chuẩn mực, nhân quyền và tiêu chuẩn quốc tế. Và điều ngược lại đã xảy ra. Chúng ta đã thấy một chế độ ngày càng độc tài, coi thường pháp quyền quốc tế ở Hồng Kông, lạm dụng nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và ngày càng hiếu chiến ở Biển Đông và Đài Loan. Ông Kinnock nói rằng, cách duy nhất để đối đầu với các động thái gây hấn của Bắc Kinh là cộng đồng quốc tế phải áp dụng cách tiếp cận mạnh mẽ hơn nhiều. Cựu lãnh đạo của đảng bảo thủ Duncan Smith tin rằng, các nhà lãnh đạo của thế giới tự do phải đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ về Hồng Kông, nếu không họ sẽ thất bại. So sánh Đảng Cộng sản Quốc với Đức Quốc xã, ông Duncan Smith nói, lịch sử những năm 1930 đã cho chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta nhắm mắt làm ngơ trước những chế độ khủng khiếp hủy hoại cuộc sống của người dân. Chúng ta không thể làm điều này một lần nữa.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với Breitbart, ông Duncan Smith cũng nói rằng các quốc gia tự do trên thế giới phải tránh xa ý tưởng tham lam về việc đổ xô vào Trung Quốc. Tham gia sự kiện còn có các nhà hoạt động Hồng Kông nổi tiếng như Nathan Law, Finn Lau và Simon Chan. Tất cả đều đang sống lưu vong ở Anh. Chuyển sang một tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước láng giềng Thái Lan. Đợt bùng phát COVID-19 tại hơn 130 nhà máy khiến Thái Lan lo ngại ảnh hưởng đến xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế mất nguồn thu từ du lịch. Thái Lan đã ghi nhận hơn 7.100 ca nhiễm nCoV tại hơn 130 nhà máy tại 11 tỉnh, trong đó có nhiều cơ sở cung cấp sản phẩm cho các thương hiệu quốc tế, khiến ngành sản xuất trở thành một trong những nguồn lây lan virus lớn nhất bên cạnh nhà tù và công trường xây dựng. Những cơ sở bị ảnh hưởng chỉ chiếm phần rất nhỏ trong 63.000 nhà máy với 3,4 triệu công nhân trên khắp lãnh thổ Thái Lan. Nhưng giới chức tỏ ra lo ngại về ảnh hưởng của đợt dịch này với ngành xuất khẩu, vốn là động lực duy trì phát triển kinh tế trong bối cảnh nước này mất hoàn toàn nguồn thu từ du lịch. Xuất khẩu chiếm 45% GDP Thái Lan trong năm 2020. Thiết bị điện tử, đồ cao su và thực phẩm là những lĩnh vực xuất khẩu chịu thiệt hại nhiều nhất từ đại dịch. Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Thái Lan Krin Krai Thienukun cho hay, còn quá sớm để đánh giá ảnh hưởng tổng thể. Nếu điều này tiếp diễn, thiệt hại sẽ tiếp tục tăng lên và toàn bộ các nhà máy phải được tiêm chủng vaccine đầy đủ. Một số nhà máy đã cắt giảm sản lượng do phải đóng cửa một phần, trong khi số khác đóng cửa hoàn toàn và cách ly công nhân. Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng gần 200.000 ca nhiễm nCoV và khoảng 1.500 người đã chết. Trong đó, 80% ca nhiễm mới và 90% ca tử vong được thống kê sau tháng 4. Đến nay, mới chỉ có 1,6 triệu trong số 66 triệu người Thái Lan được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19. Thưa quý vị, chuyển sang các tin tức thế giới cập nhật. Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán, đã cảnh báo về việc những đoàn người di cư đang xâm lấn các cửa ngõ vào châu Âu khi đại dịch COVID-19 có chiều hướng giảm nhẹ. Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia Kossuth Radio, nhà lãnh đạo cánh hữu của Hungary cho rằng thế giới hiện đang trải qua thời đại của dịch bệnh và di cư. Vấn đề thứ hai đang trở nên nghiêm trọng hơn sau một thời gian bị che lấp bởi đại dịch COVID-19. Thủ tướng Orbán cảnh báo những đoàn người di cư đang xâm lấn các cửa ngõ vào châu Âu, xâm lấn những ngõ đường phong tỏa các tuyến di cư trên đất liền và khu vực biển. Ông đang ám chỉ thực tế rằng áp lực nhập cư bất hợp pháp không chỉ gia tăng dọc theo biên giới khu vực đất liền của Liên minh châu Âu, EU, mà còn cả khu vực biển, với những con tàu di cư do các tổ chức phi chính phủ điều hành. Các tổ chức này cũng đang đẩy mạnh những hoạt động của họ trên cái gọi là tuyến đường trung địa trung hải đến Ý. Hungary mặc dù nằm trên tuyến đường vào khu vực nội địa châu Âu, tuy nhiên nước này cũng phải gánh trách nhiệm liên quan đến khu vực bên ngoài khối EU qua đường biên giới với Serbia và Ukraine, các quốc gia vốn không phải là thành viên của EU. Các quốc gia này cũng đặc biệt không mong muốn trở thành nơi tiếp đón những người di cư, mà theo họ là những người đang tìm cách gây sức ép với các nước có nguồn phúc lợi hào phóng ở Tây Âu và Bắc Âu. Hungary cho biết khoảng 10.000 vụ xâm nhập qua đường biên giới của nước này và Serbia đã được thực hiện vào năm 2020. Tuy nhiên, theo xu hướng hiện tại, con số dự kiến trong năm 2021 sẽ tăng gấp 4 lần lên 38.000. Thưa quý vị, trong bối cảnh dòng người di cư ở biên giới Hoa Kỳ, kéo theo đó là những mối nguy hiểm rình rập về tội phạm, các băng đảng ma túy và nạn buôn người. Lara Trump, con dâu của Tổng thống Donald Trump, đã kêu gọi những người Mỹ sống ở biên giới phía Nam hãy trang bị vũ khí, mua súng để sẵn sàng đối phó làn sóng di cư. Lara Trump nói trong chương trình của Fox News hôm ngày 12 tháng 6, "Tôi không biết phải nói gì với người dân sinh sống tại biên giới phía Nam. Tôi cho rằng họ nên trang bị vũ khí, mua súng và luôn trong tư thế sẵn sàng khi họ có thể phải tự giải quyết vấn đề." Con dâu của Tổng thống Donald Trump cũng khuyên rằng người di cư không nên tham gia những hành trình nguy hiểm đến Mỹ vì điều đó tồi tệ với cả người dân Mỹ lẫn người di cư. Những bình luận của bà Lara Trump được đưa ra sau chuyến đi của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Guatemala và Mexico nhằm giải quyết vấn đề nhập cư trái phép vào Mỹ. Vào tháng 3, ông Biden đã chỉ định bà Harris dẫn đầu các nỗ lực chính quyền mới nhằm kiểm soát dòng người di cư bất hợp pháp vào Mỹ và biên giới phía Nam. Tuy nhiên, kể từ đó, bà Harris vẫn chưa đến thăm biên giới Hoa Kỳ. Hôm thứ Bảy, cựu phó tổng thống Mike Pence đã kêu gọi người kế nhiệm đến thăm biên giới để giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới của ông Biden. Chỉ trong tháng 5, số lượng bắt giữ người vượt biên trái phép của đội tuần tra biên giới Hoa Kỳ đã tăng gần 700% so với cùng thời điểm vào năm 2020, dưới thời của tổng thống Donald Trump.
Thưa quý vị, một thiếu niên tuổi teen người Tây Ban Nha có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã tuyên bố cậu là người ủng hộ việc bảo vệ sinh mạng thai nhi và nhấn mạnh rằng phá thai là giết người. Khác xa với ngôn ngữ cánh tả, gọi phá thai là chăm sóc sức khỏe. Live Action đưa tin, trong một loạt video trả lời câu hỏi từ người theo dõi, Nam Dereji, 19 tuổi, một nhạc sĩ và tác giả đã bày tỏ suy nghĩ của mình về việc phá thai. Cậu biết nói về chủ đề gây tranh cãi này có thể gây xôn xao dư luận, nhưng cậu vẫn quyết định bày tỏ quan điểm của mình. Dereji nói trên video trước 26 triệu người theo dõi. Phá thai là làm gián đoạn cuộc sống. Khi một người phụ nữ mang thai, nếu cô ấy không uống bất cứ thứ thuốc phá thai nào, nếu cô ấy không phá thai, thì chu kỳ tự nhiên sẽ tạo ra sự sống. Dereji cho biết thêm, một trong những lý lẽ lớn nhất của những người ủng hộ việc phá thai là bào thai sẽ không phải chịu đau đớn vì em bé chưa thực sự ra đời. Cậu đặt câu hỏi về việc một sự sống đang bị tước đoạt. Thanh niên 19 tuổi cho biết, cậu tin rằng phá thai không nên được hợp pháp hóa hay thực hiện miễn phí vì đó là hành vi giết người. Thưa quý vị, quan hệ giữa Úc và Trung Quốc đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay khi cả hai liên tục ra đòn trả đũa kinh tế nhằm vào nhau. Báo SCMP vào ngày 13 tháng 6 đưa tin, trong tuyên bố tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo G7 ở Anh vào ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết, chính phủ của ông muốn tái khởi động bàn đàm phán thương mại với Trung Quốc. Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang rất căng thẳng, nhất là sau khi Canberra hứng chịu hàng loạt đòn trả đũa thương mại từ Bắc Kinh. Theo nội dung thông báo từ văn phòng Thủ tướng Úc, tại cuộc họp, nhà lãnh đạo này đã nhấn mạnh, tất nhiên chúng tôi muốn tiếp tục đàm phán. Úc luôn sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận về cách thức hợp tác hiệu quả nhất. Đến với hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7 lần này với tư cách khách mời, Thủ tướng Morrison cũng mong muốn tìm kiếm sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo khác để chống lại cái mà ông gọi là chính sách cưỡng bức kinh tế. Tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson, ông Morrison đã thảo luận về điều mà ông gọi là các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mối quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh xấu đi nghiêm trọng vào năm 2020 sau khi chính phủ của Thủ tướng Morrison kêu gọi các nhà nhóm độc lập điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 và liên tục chỉ trích Trung Quốc về các vấn đề Hồng Kông và Tân Cương. Thưa quý vị, tiếp theo là các tin tức cập nhật về Trung Quốc. Các quan chức ngoại giao cho biết các lãnh đạo NATO trong hội nghị thượng đỉnh hôm nay sẽ thảo luận về một số vấn đề liên quan tới Trung Quốc mà khối quan tâm. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vào ngày 14 tháng 6 phát biểu với các phóng viên tại Brussels, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh của khối rằng Trung Quốc đang áp sát chúng ta đã thấy họ trên không gian mạng, ở châu Phi, nhưng cũng chứng kiến Trung Quốc đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của chính chúng ta. Những vấn đề này bao gồm các cuộc diễn tập chung của Nga và Trung Quốc, mối quan ngại của phương Tây trước việc Trung Quốc muốn thiết lập căn cứ quân sự ở châu Phi, cùng trọng tâm của NATO với ưu tiên cho vấn đề Trung Quốc trong chính sách đối ngoại của phương Tây. Ông Stoltenberg kêu gọi NATO phải đối phó với sự trỗi dậy về kinh tế, chính trị và quân sự của Trung Quốc, cho biết tuyên bố chung của hội nghị sẽ củng cố chiến lược mới với Trung Quốc. Ông nói thêm rằng, chúng ta biết rằng Trung Quốc không chia sẻ các giá trị của chúng ta và cần phải cùng nhau đáp trả với tư cách một liên minh. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho biết, song khẳng định Trung Quốc không phải đối thủ hay kẻ thù của NATO. Các quan chức ngoại giao cho biết, tuyên bố chung của NATO đang được thảo luận và có thể thay đổi. Song, đây có thể là lần thứ hai lãnh đạo khối đề cập trực tiếp đến Trung Quốc trong một văn kiện như vậy. Tuyên bố chung của NATO lần đầu nhắc tới Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019 dưới sức ép của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang hối thúc sử dụng ngôn từ cứng rắn hơn so với thuật ngữ, cơ hội và thách thức trong tuyên bố chung năm 2019. Thưa quý vị, CNN dẫn nguồn tin từ quan chức Mỹ và các tài liệu có liên quan cho hay, chính phủ nước này cuối tuần qua đã xem xét một thông tin về nghi vấn có thể đã xảy ra rò rỉ hạt nhân ở một nhà máy điện Trung Quốc. Sau khi một công ty Pháp sở hữu một phần và hỗ trợ vận hành nhà máy cảnh báo về mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra. Theo nguồn tin, công ty Pháp có tên là Framatome và cơ sở tại Trung Quốc là nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn ở Đài Sơn, Trung Quốc. Theo lá thư mà Framatome gửi cho Bộ Năng lượng Mỹ, công ty này cho rằng cơ quan an toàn Trung Quốc đang nới lỏng các giới hạn có thể chấp nhận được đối với việc phát hiện bức xạ bên ngoài nhà máy Đài Sơn để tránh việc nhà máy phải đóng cửa. Tuy nhiên, bất chấp cảnh báo đáng báo động từ phía công ty Pháp,
Một nguồn tin nói rằng Mỹ đánh giá tình hình nhà máy Đà Sơn vẫn chưa ở mức độ khủng hoảng. Theo nguồn tin, Framatome dường như đã liên lạc với Mỹ với mong muốn Washington có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật để giải quyết vấn đề ở nhà máy Trung Quốc. Theo giới quan sát, việc một công ty nước ngoài đơn phương gửi thư tới Mỹ để cầu cứu vì cho rằng phía Trung Quốc không quan tâm tới mối đe dọa được xem là không bình thường. Kịch bản này có thể đẩy Mỹ vào một tình huống phức tạp nếu thông tin vụ rò rỉ là đúng và nó tiếp tục xảy ra hoặc trở nên nghiêm trọng hơn mà không được khắc phục. Ngoài ra, các nguồn tin nói rằng Mỹ dường như cũng bày tỏ mối quan ngại đủ lớn với vấn đề trên khi tuần qua, Ủy ban An ninh Quốc gia nước này đã tổ chức nhiều cuộc họp khi theo dõi tình hình liên quan tới nhà máy ở Đà Sơn. Chính quyền Mỹ được cho cũng thảo luận tình hình với phía chính phủ Pháp và các chuyên gia ở Bộ Năng lượng. Các nguồn tin nói rằng Mỹ dường như cũng liên hệ với phía Trung Quốc, nhưng chưa rõ là ở cấp độ nào. Phía Mỹ từ chối giải thích về các động thái họ thực hiện, nhưng các quan chức nước này khẳng định rằng nếu có bất kỳ rủi ro nào đối với công chúng Trung Quốc, Mỹ sẽ phải công bố điều này theo các hiệp ước hiện hành liên quan đến tai nạn hạt nhân. Tuy nhiên, phía Trung Quốc bác bỏ nghi vấn xảy ra rò rỉ hạt nhân ở nhà máy Đài Sơn. Theo Bloomberg, Tập đoàn Điện Hạt nhân Tổng hợp Trung Quốc cho biết, các chỉ số về môi trường xung quanh nhà máy Đà Sơn là bình thường. Theo thông báo, đơn vị sản xuất điện số 1 tại nhà máy ở Quảng Đông vẫn đang vận hành bình thường và đơn vị 2 mới được kết nối lại với lưới điện tuần trước sau quá trình đại tu. Thưa quý vị, kết thúc bản tin Thế giới tối nay, mời quý vị đến với bài phân tích Luật chống trừng phạt của nước ngoài mang lại quyền lực gì cho Bắc Kinh? Do chuyên gia tài chính và kinh tế Phan Yun đóng góp cho tờ Epoch Times. Ngày 10 tháng 6, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thông qua luật chống trừng phạt của nước ngoài. Một loạt quy định của luật này sẽ khiến môi trường hoạt động của các công ty nước ngoài đang kinh doanh tại Trung Quốc gặp đầy rẫy những trở ngại kinh tế. Các quy tắc mới được đưa ra như biện pháp đối phó của Bắc Kinh với các quốc gia nước ngoài đang ban hành lệnh trừng phạt với Trung Quốc. Luật mới mở rộng bộ công cụ của chính quyền Bắc Kinh nhằm chống lại các lệnh trừng phạt. Đồng thời, luật này có thể cùng được áp dụng với danh sách các công ty không đáng tin cậy do chính quyền này lập ra từ năm ngoái. Các biện pháp này trao cho Đảng Cộng sản Trung Quốc quyền xử phạt các tổ chức và cá nhân tuân thủ các lệnh trừng phạt Trung Quốc do quốc gia của họ áp đặt. Chính xác thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể làm gì với luật mới này? Họ có thể từ chối cấp thị thực, trục xuất và hạn chế đi lại đối với các thực thể có liên quan, thu giữ tài sản mà họ có ở Trung Quốc, chặn các giao dịch kinh doanh hoặc cá nhân, gây áp lực lên các thành viên gia đình và cộng sự, và bất kỳ biện pháp cần thiết nào khác được cho là phù hợp với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về cơ bản, luật này cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc làm bất kỳ điều gì họ muốn với lý do chống lại các lệnh trừng phạt, phân biệt đối xử của nước ngoài. Áp lực lớn. Bắc Kinh ngày càng mất tinh thần trước sức ép leo thang gần đây từ Hoa Kỳ và các đồng minh. Cộng đồng quốc tế đã tăng cường chỉ trích các hành vi vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ và các học viên Pháp Luân Công, cũng như việc đàn áp các quyền tự do chính trị ở Hồng Kông. Một số hành động đã được cộng đồng quốc tế thực hiện trong vài năm qua, bao gồm việc Canada bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Châu, các nhà bán lẻ quốc tế tẩy chay bông thu hoạch ở Tân Cương do cáo buộc về nạn cưỡng bức lao động của Đảng Cộng sản Trung Quốc với người Duy Ngô Nhĩ, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các hạn chế thương mại với các công ty có liên kết với Đảng Cộng sản Trung Quốc, EU, khoản thỏa thuận thương mại và hiệp định đầu tư với Bắc Kinh. Tất cả đều được Đảng Cộng sản Trung Quốc coi là biện pháp kiềm chế và đàn áp một Trung Quốc đang trỗi dậy. Các công ty nước ngoài bị gạt ra rìa. Luật chống trừng phạt nước ngoài của Đảng Cộng sản Trung Quốc có phạm vi rộng chưa từng có so với các lệnh trừng phạt do các quốc gia khác ban hành. Do đó, Bắc Kinh có thể trả đũa các công ty hoặc cá nhân nước ngoài tuân thủ các biện pháp trừng phạt pháp lý của nước sở tại. Ví dụ, hãy tưởng tượng một ngân hàng quốc tế tuân thủ lệnh hành pháp cập nhật của Tổng thống Joe Biden bằng cách từ chối mua cổ phiếu của những công ty có liên kết với quân đội Trung Quốc. Trong kịch bản này, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể trừng phạt ngân hàng bằng cách buộc các công ty Trung Quốc hủy bỏ mọi hoạt động kinh doanh với ngân hàng. Bắc Kinh có thể đi xa hơn như thu giữ tài sản hoặc tài sản thuộc sở hữu của ngân hàng này với Trung Quốc. Nếu ngân hàng này là một trong những ngân hàng đầu tư lớn của Hoa Kỳ như JP Morgan, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể nắm giữ hoàn toàn hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của công ty này. Lấy nhà bán lẻ thời trang H&M làm ví dụ khác. Đầu năm nay, H&M đã hứng chịu cơn bão lửa ở Trung Quốc vì những tuyên bố của họ.
nhằm lên án nạn lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với luật mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể tiến xa hơn nhiều so với việc kích động người dùng mạng xã hội tẩy chay H&M ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đóng cửa hoàn toàn các cửa hàng của H&M tại Trung Quốc hoặc cấm vĩnh viễn hoạt động tại quốc gia này. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài và các nhà đầu tư trong các tập đoàn đa quốc gia đang kinh doanh tại đại lục, luật mới này là cơn ác mộng và làm tăng nghiêm trọng rủi ro hoạt động ở quốc gia này. Các CEO của công ty có thể phải đối mặt với tình huống khó xử và chỉ có vài lựa chọn khả thi. Một trong những tuyên bố ngớ ngẩn nhất do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân vào ngày 11 tháng 6 nói với các phóng viên là luật chống trừng phạt nước ngoài sẽ mang lại hiệu quả tích cực cho đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Ông Vương nói, Trung Quốc sẽ chỉ mở cửa rộng hơn với thế giới và vẫn cam kết thúc đẩy một môi trường kinh doanh tốt hơn cho các công ty nước ngoài. Trớ trêu thay, nếu luật chống trừng phạt được thực thi, Trung Quốc sẽ tự động buộc các công ty nước ngoài tách khỏi quốc gia này. Một tin thế giới mới nhất tối ngày 14 tháng 6 của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.